Xin chào các bạn. Trong video hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn về cấu tạo và các đặc tính của hộp số CVT sử dụng trên xe tay ga. Từ đó mình cũng sẽ giới thiệu tới các bạn một số thay đổi độ chế có thể thực hiện được để chiếc xe vận hành theo ý muốn. Trước hết là về cấu tạo. Thay vì sử dụng các bánh răng với số răng khác nhau khớp nối với nhau để tạo tỷ số truyền phù hợp, thì xe tay ga sử dụng hai pulley được nối với nhau bởi một dây cura để truyền động. Đường kính của hai pulley này có thể thay đổi được nên có thể thay đổi tỷ số truyền động. Trên xe số, hộp số với trục sơ cấp và thứ cấp mang các bánh răng khớp nối nằm bên trong lốc máy được nhớt liên tục bôi trơn. Còn với hộp số xe tay ga thì nó nằm bên ngoài. Khối động cơ của xe tay ga vì vậy mà đơn giản hơn so với xe số. Trục truyền động ra ngoài của động cơ xe tay ga cũng chính là trục khuỷu. Hộp số CVT gồm hai pulley, một sơ cấp được gắn với trục máy và một thứ cấp nối tới chuyển động của bánh xe thông qua một hệ gồm các bánh răng. Nối giữa hai pulley là dây cura truyền động. Bán kính của mặt tiếp xúc giữa dây cura và mỗi pulley có thể thay đổi. Việc thay đổi bán kính đường tiếp xúc giữa pulley và dây cura được điều khiển bởi sự thay đổi khoảng cách giữa hai mặt bên của pulley. Chính vì điều này mà tỷ số truyền ở hộp số của xe tay ga có thể thay đổi liên tục, không chia ra từng cấp số, nên được gọi là hộp số vô cấp. Ở hai mặt của mỗi pulley được phát nghiêng 20 độ. Hai mặt này được bố trí một cố định và một có thể dịch chuyển qua lại trên trục quay để thay đổi độ hở giữa chúng. Ở hai pulley sơ cấp và thứ cấp, hai mặt cố định được lắp đặt ngược bên so với dây cura. Hai mặt này được cân chỉnh sao cho dây cura khi tiếp xúc và dịch chuyển thì luôn ở trạng thái nằm trên một mặt phẳng, tạo ra sức ép đều lên các mặt tiếp xúc. Ở pulley sơ cấp, mặt di động của nó được điều chỉnh ra vào bởi cấu trúc bi văn. 6 bi dạng hình trụ được giữ trong một ổ đỡ giới hạn bởi mặt sau của pulley và một miếng nắp có hình dạng thuôn hẹp về phía rìa. Khi trục sơ cấp là trục khuỷu của động cơ, quay chậm, lực quán tính chưa đủ mạnh nên 6 bi này vẫn ở sát trục quay. Hai mặt của pulley vẫn ở xa nhau. Dây cura vì thế mà tiếp xúc với pulley sơ cấp trên bán kính nhỏ. Tỷ số truyền lúc này lớn. Khi tốc độ trục máy tăng cao do chúng ta tăng ga, lực quán tính tăng đẩy 6 bi văn ra xa trục, tạo sức ép cơi hai nắp giữ. Từ đó, mặt di động của pulley sơ cấp bị đẩy tiến về phía mặt cố định, làm cura bị ép phải tiếp xúc với hai mặt pulley này ở bán kính lớn hơn. Tỷ số truyền giảm dần. Ngược lại, ở pulley thứ cấp, mặt di động của pulley bị đẩy sát với mặt kia nhờ lực ép của một lò xo có độ cứng lớn. Ở tốc độ quay thấp với lực ép của lò xo mà hai mặt của pulley tiếp xúc với dây cura ở bán kính lớn. Khi bán kính mặt tiếp xúc ở pulley sơ cấp lớn thì do chiều dài của dây cura không đổi nên ở pulley thứ cấp dây cura bị kéo để ép sâu vào hai mặt của pulley, tách hai mặt của pulley ra và đường tiếp xúc có bán kính nhỏ hơn. Cứ như vậy mà khi tốc độ trục máy thay đổi thì tỷ số truyền của hộp số thay đổi liên tục. Trên hộp số CVT, khi nổ máy, pulley sơ cấp và thứ cấp luôn quay. Để bảo đảm việc xe có thể đứng yên ở chế độ galanti, người ta bố trí một bộ nồi với bố ba càng và nắp chuông để ngắt truyền động từ pulley thứ cấp tới trục bánh xe. Bố ba càng được gắn quay cùng với pulley thứ cấp, còn nắp chuông được gắn quay cùng với trục bánh xe. Khi pulley thứ cấp quay chậm, bố ba càng bị các lò xo kéo giữ ép sát trục, không tiếp xúc với mặt trong của nắp chuông. Bánh xe không được truyền động. Khi pulley quay nhanh, tức là lúc ta tăng ga, lực quán tính đủ mạnh làm văng ba miếng tạ của bố ba càng ép ba miếng bố vào nắp chuông, kéo bánh xe chuyển động. Chuyển động của pulley thứ cấp được truyền tới bánh xe thông qua một bộ gồm các bánh răng, nhông số, đóng vai trò như một bộ giảm tốc. Pulley thứ cấp quay nhiều vòng thì bánh xe mới quay được một vòng. Bộ giảm tốc này có vai trò giảm tác dụng của lực cản lên pulley thứ cấp, từ đó giảm nguy cơ trượt dây cura. Trục của pulley thứ cấp và trục của bánh sau khác nhau,
giúp phân tán giảm sức ép lên các ổ bi, làm tăng độ bền. Các trục bánh răng này được giữ trong một buồng kính có nhớt bôi trơn. Trên đỉnh của buồng này bố trí một ống thông hơi để tạo sự đối lưu khí, giải nhiệt cho các bánh răng. Với cấu tạo có thể thay đổi tỷ số truyền theo tốc độ của trục máy. Hộp số CVT được xem là hộp số tự động có cấu tạo đơn giản và phù hợp với các dòng xe có công suất không lớn. Hộp số vô cấp tạo sự dễ dàng trong điều khiển xe do không phải sang số, chỉ việc vặn ga tùy theo tốc độ mong muốn là xe di chuyển. Tuy nhiên, do truyền động nhờ ma sát nên sự hao tốn công suất của động cơ cho truyền động cao hơn so với loại sử dụng xích hay là sên, từ đó gây hao tốn nhiên liệu nhiều hơn. Ngoài ra, nếu lực kéo của máy mạnh quá một giới hạn nào đó thì sẽ gây trượt dây cu roa. Đây là nhược điểm khiến cho hộp số vô cấp không được trang bị cho các xe có công suất lớn. Vì hộp số vô cấp nằm rời bên ngoài động cơ nên việc thay đổi một số chi tiết để xe có những đặc điểm vận hành theo ý muốn của chúng ta là chuyện có thể dễ dàng thực hiện. Thứ nhất là bạn có thể thay cái bộ bi văn bằng một bộ khác nhẹ hơn hoặc là nặng hơn. Trường hợp bạn thay bộ 6 bi văn này bằng 6 bi nhẹ hơn thì điều này có nghĩa là lực quán tính tác dụng lên bi sẽ yếu hơn. Nghĩa là muốn bi văn thì cần tốc độ trục máy nhanh hơn, ga lớn hơn. Việc này giúp xe có lực kéo lớn ở giai đoạn đề pa cũng như là tăng tốc độ ở giải tốc độ thấp. Nhưng ở tốc độ cao do bi nhẹ nên khó bị đẩy văn ra xa nhất, dẫn tới là bán kính tiếp xúc của dây cu roa với bu li sơ cấp khó tăng lên đến lớn nhất. Do vậy mà tỷ số truyền của hộp số sẽ khó bị giảm xuống mức thấp nhất, tức là xe có thể bị hụt hơi ở tốc độ cao. Trường hợp bạn thay thế bi văn bằng 6 bi nặng hơn, do khối lượng của bi nặng nên lực quán tính tác dụng lên bi cũng lớn hơn. Vì vậy mà bi bị văn ra sớm hơn bình thường khi tốc độ trục máy còn thấp. Điều này làm cho sức đề ba của xe yếu. Nhưng ở tốc độ cao, bi dễ dàng văn ra xa nhất, đẩy dây cu roa tới bán kính lớn nhất, tạo tỷ số truyền nhỏ. Trong trường hợp này, xe dễ dàng đạt tốc độ cao mà vẫn còn dư ga, ta gọi là nước hậu mạnh. Một khả năng nữa đó là bạn có thể thay lò xo bố ba càng nhẹ hơn. Lò xo bố ba càng có chức năng giữ cho bố ba càng bị ép sát vào trục máy. Khi chúng ta thay ba lò xo của bố ba càng bằng lò xo có độ cứng nhỏ hơn thì lúc này bố ba càng sẽ văng ra bắt vào chuông ở vòng tua thấp hơn, làm xe được kéo chuyển động ở ga thấp. Điều này làm lợi xăng nhưng sức đề ba của xe yếu hơn. Việc thay thế các lò xo cần được cân nhắc kỹ lưỡng, vì khi bố ba càng bắt vào nắp chuông ở tốc độ máy thấp thì máy cần phải mạnh. Nếu máy yếu thì khi bắt vào có thể tạo ra tiếng lục khục bởi vì có sự trượt của bố ba càng ở nắp chuông. Ngược lại, nếu chúng ta thay ba lò xo ở bố ba càng có độ cứng lớn hơn thì tốc độ của bu li thứ cấp quay phải nhanh thì bố ba càng mới bắt vào chuông. Như vậy thì muốn xe chuyển động thì chúng ta phải vặn ga lớn hơn, trớn sẽ nhiều hơn, tức là xe sẽ đề ba với sức kéo mạnh hơn. Vừa rồi là những chia sẻ của mình về cấu tạo, nguyên lý hoạt động cũng như là những điều chỉnh có thể được thực hiện dễ dàng trên hộp số CVT sử dụng cho xe tay ga. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.